Rồi, thế mình chơi dấu ấn đây. Ơ, mình phải làm gì ấy? Dấu ấn đúng không? À, bên này thì hơi ít di vật đấy, nên là tôi cứ đổi thôi nhá, hên xui vậy. Hy vọng là húp húp được nhiều nhiều một tí không? Vô 39. Chúng ta sẽ mở bát phát đầu tiên này. Ping. Ây da, ui, cho mình mấy cái đồng hồ ngon này. Chết qua mấy cái hoa lông cái. Ê, mẹ nó cứ bị thiếu dòng tỷ lệ không? Thôi nha, lông hoa để bỏ qua nhá, xem đồng hồ nào. Tinh thông. Hiệu quả nạp nhưng mà xấu quá. Không ngự. Ý mà cái dòng này nó không phải là HP à? HP hay là hiệu quả nạp gì ấy đi? La bú rồi. Ui, ly nhảm xấu quá. Ly nha mà tỷ lệ HP là cũng húp ấy nhá. Con rồng ly húp ấy. Ui, thế được mỗi một đồng hồ ngự không? Chết mà, em thắng ngự vương à? Em thắng ngự vương cà bách à? Đây lại 39 nữa này. Ui, cho mình mấy cái nón cơ. Xem có cái nón nào ngon không nhá. Ồ, toàn mấy cái nón HP không ạ? Tấn công tỷ lệ. Cái này có khèo được không? Cứ khóa tạm vào đây nha. Cái này mình cứ khóa tạm xong rồi mình khèo nhá. Ly thủy HP với hiệu quả nạp à? Không ngon lắm. Nó không phải là cái ly mà mình cần á. Tiếp này. Lại 39 nữa. Vậy là nãy giờ mình đổi được bao nhiêu rồi? 39 nhân với 3 là mình đổi được hơn 100 rồi đúng không? Vâng. Cho 100 cái di vật đầu tiên mà trông có vẻ là cúc thế nhỉ? Tỷ lệ tinh thông à? Xong cái này cũng tỷ lệ tinh thông. Ê, cái này từ từ nha. Cái này xem có khéo dòng sát thương đâu nha. Thú dữ vậy. Ly lôi à? Tấn công sát thương. Thôi được rồi. Cứ nốt vào đây đã. Mấy cái này chưa chắc là mình đã cần. Rồi, cứ nốt tạm vào đây nha. Xong rồi tí là mình cường hóa nha. Nếu mà được thì mình ăn. Còn nếu không được thì thôi nha. Ờ, cái kia không có dòng sắt tương bảo thôi nha. Húc là chắc à? Không cốt được, không cốt được. Tiếp. À, bên này có một ít phôi thôi mà. Tấn công, phòng ngự. Tỷ lệ. Nhưng mà tỷ lệ 3 dòng dưới xấu quá. Không giữ, không thẻ. Ba dòng, ê, cơ tờ nha, cái này con nạp này, giữ lại được này. Ờ, cái này thì trông hơi oằn này. Phòng ngự thì thôi, mấy cái đồng hồ ngự thì chắc là khỏi giữ á. Tấn công tỷ lệ nhưng mà lại tinh thông à, tỷ lệ sát thương ấy. Cay thế nhỉ. Yo, wow, gần hết rồi đấy. Thế cái ly nham này thực ra nó cũng được ấy. Mình cũng đang cần ly nham để mình thay cho con rồng ly ấy. Nhưng mà dòng dưới là phải đẹp đẹp cơ. Trời ơi. Trông cái dòng dưới nhìn đã không muốn nâng rồi. Uầy mẹ, nãy giờ gà chưa được một cái đồ nào tỷ lệ sát thương ngoài cái đồng hồ ngự vừa nãy không ạ. Ôi trời ơi, cút rồi. Mẹ ra trông đồ nó gì. Oan ta la văn đấy này. Ê, từ nhá, mẹ tí nữa là ngó xuống cái đồ cộng 20 rồi đấy. Ui hết luôn này. Hết luôn rồi. Bỏ một cái đi. Thế trả được cái gì không ạ? Fuck. Được mỗi cái đồng hồ ngự. Ủa. Mấy cái nón này là tôi thấy là hợp lý này. Mẹ kiểu gì chả hút được một cái đúng không? Mẹ trông hai cái nón thì khác nhau. Ui giời ơi. Ôi giời ơi. Được. Cái nón này mình có thể cân nhắc này. Sát thương HP và tỷ lệ đúng không? Đó, có thể cân nhắc cái nón đấy nhá. Thế là trả được cái gì không ạ? Rồi nha. Bây giờ tôi sẽ đi khèo mấy cái đồ cộng 4 trước nha. Tôi đi khèo mấy cái đồ cộng 4 xem mà nó có ra gì không nha. Mặc dù là mình không hy vọng lắm ấy, nhưng mà biết đâu đúng không? Biết đâu bất ngờ thì mình lại có một cái dòng kiểu ví dụ như đồ này sát thương không? 7,8 không? Là bú rồi.
buồn quá. Buồn đấy, nhầm đồ, phải làm lại á. Đây rồi, sát thương. Ôi giời ơi, vừa nãy mày cho tao 23 xong rồi mày cho tao 21 à. Thương nhau tí đi. Đây, 3,9, 7,8 là em tăng bú luôn. Ê, từ từ nhá. Cái cô chưa được có cái lông mình vừa mới khóa khóa đâu. Phải gỡ gỡ ra. Đây, quên mất đấy, mình phải thao tác thêm cái động tác gọi là gỡ ra nữa. Đấy, ví dụ như đồ này mình lấy sát thương này. Là phần trăm, tại sao lại phần trăm kia nhỉ? Có cái gì đấy sai sai không? Nó có bị lừa lừa không? Thực sự là nó có một cái chút lừa lừa đây. Ví dụ như đây không? Nó ví dụ cho mình ngay cái đồ ngự cái này. Sao bọn này nó ác với tôi thế? Sao những người anh em này ác với tôi thế? Thực sự là thương nhau không? Tí lại đấy. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Thôi mấy cái đồng hồ ngự này chắc là tôi cũng không nâng đâu. Ai à, có cái ly lôi này. Tôi thấy là tất cả những cái đồ kia của tôi nó chỉ là thí cho cái ly lôi này thôi. Cái ly lôi này của tôi bây giờ nó mới ngon nè. Tôi là dành hết gọi là tâm huyết cho cái ly lôi này đấy. Tí ly lôi này ra dòng tỷ lệ phát húp luôn. Chọn luôn chứ còn chờ cái gì nữa. Không, ví dụ như là bây giờ mình mới ăn cái này. Bây giờ cái chỗ mà mình tự tin nhất đó là cái chỗ này nhá. 6% tỷ lệ cộng 1. Mẹ nó chứ. Mày có 3 dòng ấy, mày vào tấn công ấy, mày vào HP đấy, mày vào tỷ lệ đấy. Tại sao có nhất thiết phải chọn cái dòng ngự đấy nhỉ? Cái chỗ của anh em nói thật với nhau là tại sao cứ phải làm khó như thế? Mày ngon mày vào ngựa đấy. Ôi trời ơi, tao xin mày đấy, tao có 2 dòng phần trăm thôi. Chơi cái quả gacha 50-50 này mà tôi cũng thua được thì tôi cũng yếu nhủ. Nốt 12 đấy, để xem là mày có vào tỷ lệ tao không. Cái tập này nhá, tao thách mày vào thêm dòng ngự nhá. Thách mày vào tấn công số luôn, mai vào, mày phải vào tỷ lệ đó. Ép vào tỷ lệ ngay. Hết cứu. Hết cứu luôn đi chứ. Thế thì chắc chắn cái này ra dòng sát thương bú. Mẹ nó vẫn cho đấm cho cái dòng phòng ngự phần trăm được. Bú mình xin mày đi. Ê, thực sự nó cho mình đồ không? Cái ly vật lý này cũng ngon. Tỷ lệ sát thương. Nhưng mà mình hiện đang không có con nào vật chơi vật lý ở bên server này. Ê, hết. Ê, bên Hồng Kông mà chả húp được cái gì. Toàn húp mấy cái đồ ấy thôi. Mà húp gì không húp, toàn húp mấy cái đồ gì đâu đâu ấy, thế cay đâu chịu được. Ok nhá, bên Hồng Kông để thế rồi nhá, trông cút lắm, buồn lắm. Bye bye Hồng Kông nhá. Cảm ơn súp lơ nhá, cảm ơn em. Không sao, vạn sự khởi đầu nan công ơi, vạn sự khởi đầu nan. Khi ở bên Hồng Kông mà chúng ta đã hơi có một cái thiên hướng gọi là thất bại một chút đấy, thì đến lúc chúng ta về bên AC để đây mới là thành công này. Đúng không? Chính xác đây mới là thành công anh em ạ. Anh em nhìn tôi gacha bao nhiêu lần rồi anh em biết rồi. Cái khả năng gacha của em thắng phải gọi là tuyệt vời không mặt trời. Được chưa? Vô. Mày vô đây. Cho bọn này nó biết thế nào là ông hoàng gacha ha. Đây rồi. Dấu ấn trong tầm tay. Mày chết với tao rồi.
À, bên này thì tôi chưa có lọc di vật đấy. Thôi, mấy cái đồ này tôi nghĩ chắc chẳng cần đâu. Nếu như mà có đồ ngon thì tôi nghĩ là chắc tôi cũng đã khóa khóa vào rồi ấy. Mà nói chung là với cái đống đồ này mình cũng không có kỳ vọng gì nhiều lắm vào việc là nó ra cái dòng ngon, cho nên là quẹt. Được chưa? Tiếp tục này. Mình sẽ mở bát luôn một cái lần đầu tiên không? Ê, chính là cái lông mình cũng đang cần đấy. Cái lông ở bên AC này không có lông nào ngon. Mẹ vừa mở mồm ra không có cái lông nào ngon. Còn cái này để tí nữa, khèo khèo không? Công. Nón không? Xin cái nón nào ngon ngon không? Mẹ cho hai cái nón trị liệu luôn cơ mà. Người đầu tốt thế. Ui trời ơi, tấn công tỷ lệ sát thương đi chứ. Tấn công tỷ lệ sát thương đấy. Ê sao trông có mùi toang hoác vậy công ơi? Không sao không sao không sao. Bây giờ mới bắt đầu này. Cuộc chơi nào là nó cũng phải cần có một cái tí khởi động luôn. Đưa cái dòng tỷ lệ đây thề. Cái ly thủy này mày mà đưa tao cái dòng tỷ lệ đây nhất là tao bú đẫm rồi. Thôi được rồi, từ từ, cái ly này tôi cứ khóa vào đây đã. Tại vì tôi chả có ly thủy nào ngon nên xem một tí có thay được không. Cho cái tỷ lệ cái là mình bú đẫm luôn. Đang đói cái ly thủy không ôi một đồ này. Nhưng mà sao trông nó cứ toang toang không. Được một nha, được một nha, được một nha, được một anh em ơi. Ui ôi đồng HP mà không có tí tỷ lệ sát thương nào. HP cũng được được mà cho tí tỷ lệ sát thương đấy. Tiếp tiếp. Tôi nghĩ là kiểu gì lớn nữa tôi cũng hút thêm được mấy đồ nữa đấy. Anh à, nhưng mà cần cái lông mà không cho cái lông nào. Ui rồi ôi, bốn cái nón trông cút 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 thực sự luôn ý. Có đồ ngon chưa, có đồ ngon chưa, nào có đồ ngon á, nào có đồ ngon á. Mà cái lông là cái mình cảm giác là dễ ra nhất, nó không ra cho mình cái lông anh em ạ. Ui giời ơi, được cái nón tỷ lệ thì ba cái dòng dưới kìa. Nhìn là không muốn khèo dòng 4 luôn đấy. Không muốn khèo cái dòng 4 luôn không ạ. Còn cái hoa này để đây tạm vậy. Tuyệt vọng lắm rồi. Trông một loạt di vật ở bên AC này cũng đến mùi cút cút đúng. Lẽ tinh thông mà lại thiếu mất dòng sát thương à. Thực sự là đang đi gacha không? Thề được cái đồng hồ tinh thông này 2,7 với 5,4. Nghe đó chứ. Oằn đến thế là cùng ý. Gacha được đồ không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thề oằn thực sự. Hỏng rồi. Đưa cho ba cái dòng dưới không nâng luôn. Ừ nha, cái này phải xem khéo dòng sát thương nha. NACA chuẩn bị hết rồi. NACA chuẩn bị hết đi mà thôi, cút rồi. Nhìn trầm cảm thật sự. Hôm nào tôi nghĩ là mình vẫn sẽ làm được không? Tôi nghĩ là mình... Ở đây rồi! Một món, húp húp húp. Được cái trông cái tỷ lệ và hiệu quả nạp là trông có vẻ bú rồi đấy. Bú đẫm rồi đấy. Được sát thường húp luôn. Tấn công, nhưng mà đây là tỷ lệ 2 dòng HP. Điều có thực sự là cần thiết không nhỉ? HP sát thương cứ khóa tạm vào đây nhá, tí xem vớt được dòng tỷ lệ không. Ly băng tấn công hiệu quả nạp. Tấn công hiệu quả nạp không ngon. Tỷ lệ dưới phòng ngự tấn công. Được, cứ khóa tạm vào đây.
Thì nhưng mà mình vớt ra dòng sát thương thì cũng được. Ừ, cái này cũng khóa tạm vào đây này, xem có vớt được ra tỷ lệ không này. Còn mấy đồ còn lại thì chắc là hết vớt đâu. Ây da, mẹ nó cho mình đồ chưa đấy? Cho mình đồ chưa? Cho mình đồ chưa? Nãy giờ tôi đổi được mấy trăm cái rồi không ơi. Tôi nghĩ là nãy giờ là tôi cũng phải đổi đâu đó được khoảng tầm gọi là 300-400 cái rồi đúng không? Sao mà trông có vẻ toang hoác vậy? Xót quá. Đau ở đâu? Đau ở trong tim này. Tuyệt vọng thế anh ạ. Anh thấy là cổ anh chưa biết được là rồi cái đống di vật mà đấy nhá. Mà đấy là nó còn chưa tính cái câu chuyện là mấy cái đồ mà vừa lẫn mình khóa nó còn nâng lên dở nữa cơ. Nếu mà kiểu ví dụ mấy cái đồ đấy mà mình biết được là nó lên ngon thì không không nói nhá. Nhưng mà bây giờ mình còn chưa biết là đồ đấy nâng lên nó như nào cơ. Mẹ nó có cút hay không? Mẹ sao trông cút thật sự. Mấy cái nón thì cứ HP phòng ngự xoay vòng thôi. Sợ thật sự. Toàn mấy anh em với nhau không? Toàn mấy anh em HP phòng ngự xoay vòng thôi. Cút rồi. Sát thương HP tinh thông. Đéo cần. Tỷ lệ tinh thông HP. Tỷ lệ. Ê, từ từ nhá. Tôi nghĩ là mình nên gọi là làm một chút không. Ví dụ như là mình đang đi đổi bộ dấu ấn là bộ của Inazuma thì ví dụ mình sang Inazuma đứng thì liệu nó có hên hơn không? Trông tuyệt vọng nếu chịu được ấy. Ây da, bạn không biết là có người anh em nào đồng cảnh ngộ không nhỉ? Không biết có anh em mà đồng cảnh ngộ không? Cho xin cánh tay cái nào để em thắng đỡ tủi thân nào. Mẹ chứ nãy giờ là em thắng vớt vớt ở đâu đó nó cũng phải khoảng tầm gọi là em thắng là vớt đâu đó là cũng phải khoảng tầm cũng phải tôi nghĩ là cũng phải hơn 500 rồi ấy nhỉ. Mẹ có đấy anh à. Thề mẹ cần rất là cần những cánh tay của anh em luôn ấy. Đâu nhỉ, bộ dấu ấn đâu rồi? Toang ác luôn ấy. Không sao, không sao, mình đổi phong thủy anh em ơi. Mình đổi phong thủy là trông có vẻ là ok hơn đấy. Mẹ cái đi thủy đến được cái trong tỷ lệ sắp. Ê à, đổi chưa? Vậy là đổi chưa? Vậy là đổi chưa? Đổi chưa? Vậy là đổi phong thủy chưa? Sao trông nó cứ to quát như thế này ấy nhờ? Học ơi. Ui dồi ôi, bắt đầu về lại cái dòng dấu ấn xấu xấu rồi này. Không sao, không sao. Mình gọi là chơi đến hơi thở cuối cùng đúng không? Ngại gì đất bẩn. Nào, gacha đến những di vật cuối cùng không? 5,4 à? Được rồi nhá, cái ly nham này liệu mình có giữ được nhỉ? Được rồi, cứ khóa tạm vào đây nhá. Cái ly nham này tí nữa tôi khèo khèo xem là trông mặt ngang mũi dọc có như nào nhá. Thì ly nham một bộ dấu ấn thì mình cũng đang cần cho con dung ly ấy. Mấy đồ còn lại là mình không có ý định khèo đúng không? Mình không khóa đúng không? Thế nên là mình vụt hết. Ngại cực vô. Đưa cái ly sát thương nguyên tố đi. Ví dụ như sát thương nguyên tố thủy chẳng hạn. Vinh suy vì em thánh cơ cấu lỏ đã donate mua iPhone 13 10000 đồng. Vớt HP hay vớt đép đấy anh mặt cười. Cảm ơn em nhé. Anh chưa biết được là vớt ra cái gì ấy. Úi mù. Ôi, anh đớp đớp được cái hoa rồi. Nó mớm với mình cái hoa không ơi. À, nó mớm được cho mình cái hoa rồi đấy. Thề. Mớm ác đấy. Ê, ví dụ như mớm được cái hoa thì mớm này mới khác không? Ví dụ như mớm được cái ly không? Chịu được thề. Sát thương nguyên tố thủy đi. Tại sao nó cứ phải như thế với tôi nhở? Mình nhớ là mình đâu có làm gì gọi là có lỗi với lại MiHoGo đâu mà tại sao MiHoGo lại làm thế với tôi nhở? 2,7, 5,4. Min ấy, mắc cái này. Đồng hồ tinh thông phải giữ lại không? Khéo. Cay thật đi.
À, mấy cái đồ kia không cần rồi, bỏ luôn. Không quan trọng. Được chưa? Don't care. Nào đâu sát thương nguyên tố thì hút. Trời ơi, tại sao mày không thể nào mày thêm được một cái dòng sát thương vào đây nữa nhở? Được chưa? Cái ly thủy này thôi, mình cũng buộc phải giữ lại á. Để xem là cái ly của con Zela nó có xấu hơn cái ly này không. Cay. Ta nói nó cay luôn ý. Mà nãy giòn không được cái lông nào nha. Chính ra là chưa được một cái lông nào ấy. Mà cái lông là đang là cái mà mình cần ấy. Thực ra là mình cần cái lông hơn ấy. Tại vì cái lông ở bên AC này khá là xấu. Nó không có cái lông nào kiểu nó đẹp hẳn cả ấy. À, cay thật. Tích vào chỗ không nhắc lại đi anh nhá. Lấy như nào. Đâu, không nhắc lại là nó được cái gì? Khóa tạm này. Tỷ lệ tấn công. Ôi ôi. Thực sự là có thương em thắng không? Đâu, không nhắc lại cái gì đó. Đâu rồi anh em, không nhắc lại cái gì? Ui, vậy là tôi đổi hết di vật rồi đấy không ạ? Lúc bấm khóa là như nào? Đâu? Bấm khóa nào nhỉ? Đâu? Khóa thì được cái gì? À, cái này hả? Rồi. Được, thế cái này khóa luôn nhá. Cái kia có dòng hiệu quả nạp ấy, liệu khều khều đâu? Ly thảo tinh thông hiệu quả nạp. Đi thảo mình không cần. Đây à, được một cái này. HP sát thương tinh thông vào được rồi. Giờ cái mấy cái đồ lò lõ đây. Úi trời ơi, cuộc sống của tôi toàn hoác rồi người lạ ơi. Chưa bao giờ tôi thấy tôi lại toang như hôm nay. Mẹ nó cho cái nón sát thương rồi mà ba cái dòng dưới nó còn cho tôi đồ như thế này. Còn chơi bời làm cái gì? Có nên xóa game không? Đau đầu. Thực sự là một chút đau đầu đấy. Không mà vậy là gacha chứ. Bây giờ nhá. Bây giờ là phải đi khèo. Mà vừa nãy bên Hồng Kông là khèo chưa thấy có dấu hiệu thành công ấy. Mẹ bên Hồng Kông là chưa thấy có cái dấu hiệu thành công của bộ môn đi khèo đâu. Không biết bên AC như nào. Hay là mình mở bắt thành công một tí đấy. Vậy là thành công chưa? Hảo rồi. Khèo phát thì tưởng là thành công đến nơi rồi xong đấm vào mồm dòng ngựa không? Ngựa đấy. Lỡ mồm á. Một chút lỡ mồm không? Mấy cái đồ này tí là mình đằng sau nhá. Bây giờ tôi phải đi khèo đã. Ui, cái lông này mà ra dòng sát thương thì thực sự là bú luôn đấy chứ. Đúng cái hàng mình cần không? Thực sự là đúng cái hàng mà em thắng đang thực sự là ok la ổn áp không? Ui, cái này lên một phát lên cộng 13 luôn là x5 à? Ô, phối to à? Húp, sát thương bạo, bú ngay. Vậy là hút chưa? Trông là có dấu hiệu hút không? Từ từ nha. Tôi sẽ lấy cái phôi nhỏ nhỏ hơn không? Đây. Cái này mà mình roll ra một phát ra dòng tỷ lệ là bú. Đây rồi. Cuối cùng là cũng hút được một tí ở đấy. Đúng cái lông đúng không? Đúng cái lông này. Vào guồng. Cuộc chơi của em thắng là bây giờ là bắt đầu này. Lên 8. Húp một dòng. Ôi trời ơi. Đúng ý em rồi đấy. Đây rồi. Thấy rồi đấy. Niềm hy vọng của em thắng rồi đấy. Được đấy.
mình tập trung vào một cái mũi nhọn duy nhất không? Mình có duy nhất một cái mũi nhọn là mình cần phải tập trung vào ấy. À được, thỉnh thoảng là mình rẽ nhánh một chút là cũng ok là đấy. Đánh giá là mình ví dụ như là mình tôi ép một chút sang cái phía bên tỷ lệ là cũng được ấy. Đấy. 10-20 không? Tới rồi, mình rẽ rẽ một chút không? Mình rẽ sang cái hướng tỷ lệ một chút không? Cũng ok là đấy chứ. Đúng không? Rẽ phát nữa không? Ấy rẽ nhầm hướng rồi. Ê thế ví dụ như bây giờ là mình rẽ xong đúng không? Xong là mình lại tập trung vào cái mũi nhọn của mình không? Tập trung vào chuyên môn của mình không? 7-2-3 thì cũng là hàng dùng được mà, đúng không? 7-2-3 thì thực ra là mình cũng húp đúng không? Hoặc là ví dụ như là 10-15-11 gì đấy thì chắc là cũng húp đúng không? Khổ mỡ cái chi nhỉ? Hết cứu. Từ nhá, để tôi xem là còn cái đồ gì à mình. Không, ở đây của mình còn mấy đồ mình khèo khèo được mà. Nhìn là hết đúng không? Mấy cái lông là hết rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sang đến cái hoa này. Tôi nghĩ là cái hoa sẽ là cái dễ khèo hơn này. Nhưng mà cái hoa này là cúc rồi đó. Tôi nghĩ là mấy cái hoa khác ấy, khèo mình nên khèo mấy cái hoa khác không? Ví dụ như cái hoa này không? Ví dụ như là khèo cái hoa này là trông có vẻ dễ hơn này, dễ thở hơn này. Đánh giá là cái hoa này là khèo ok la hơn đấy chứ. Ví dụ như là một phát này. Đó, cút luôn. Khèo bắt ra dòng tấn công số cái cút luôn. Thí luôn. Đồng hồ hiệu quả nạp không? Ê, này, nếu mà cái đồng hồ nạp này mà tôi gacha một phát, tôi gacha ra cái dòng sát thương bạo thì lỡ ngỡ cái đồng hồ nạp này là mình bú mạnh đấy chứ. Đúng không? Đúng mạnh. Xong ra dòng HP luôn. Vậy là bú chưa? Ê từ từ nhá. Quay. Nếu mà đồng hồ HP đúng không? Đồng hồ HP mà có à đồng hồ hiệu quả nạp có tỷ lệ với HP phần trăm. Mình nên có thể nâng cho con Zela này dùng tạm đồng hồ hiệu quả nạp không? Con HP lại 321 mà. Xong dưới nó có mười mấy phần trăm nạp đó thì cái kia đỏ thì hết rồi. Mình không có nhu cầu cầm đồng hồ nạp ấy. Nhưng mà cái nạp trong dòng lại xấu quá thì thôi chứ. Bỏ đi thôi đi. Nạp tỷ lệ tấn công HP. Thực ra nếu mà nâng lên cho mấy con support thì nó cũng được ấy. Nhưng mà mình đang cần tỷ lệ sát thương. Tinh thông không? Một chút tinh thông không? Tôi thấy mấy cái tinh thông này là hợp lý ấy chứ. Mấy cái tinh thông dễ ra dòng sát thương lắm. Cay luôn đi. Ê, tại sao Miêu Dội làm thế với tôi nhỉ? Tôi thấy trời ơi, sao mày lại ra cho tao cái dòng phòng ngự vậy? Tỷ lệ đây. Đây cuộc sống có khó khăn nhau, có khó khăn với nhau quá không? Chắc là không đâu. Uầy, đây này cái đồng hồ này nè, đồng hồ tấn công đúng không? Sát thương bạo với lại hiệu quả nạp. Xong là em thắng đớp một phát, em thắng đớp ra cái dòng tỷ lệ, xong em thắng đưa cho con sinh cầm, thế này là hết nước chấm. Bú luôn. Hết nước chấm. Thời tới rồi, vụt. Đến lúc vụt anh em ơi. Trà dâu tầm đã donate mua iPhone 13 5.000 đồng. Không sao đâu thắng, hôm qua thắng cũng có một món 10-30 rồi mà. Lát sâu lại cho anh em trầm trồ đi mặt cười. Ông ơi, món hôm qua nó lên 10, nó lên 15 rồi đó. 15 ba mấy rồi đó. À 17 35 rồi chứ. Bây giờ nhá, bây giờ mình sẽ lên cộng
cộng 9 đúng không? Cộng 9 tức là cộng 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 8 mà nó lên cộng 8 nó lên một level đúng không? Bây giờ nhá. Mày vào dòng đéo nào cũng được. Mày vào dòng nào cũng được, mày né cái dòng tấn công số cho tao rồi. Có 3 dòng thì chả nhẽ không có lý nào lại vào đúng cái dòng tấn công số được, làm gì có ai đen đến thế đúng không công? Đấy, nó phải là như vậy đấy. Không ai có thể đen được như vậy, được chưa? Mà tôi thì chính ra là nếu như mà nhìn vào bản thân tôi thì tôi thấy là tôi cũng không đến mức gọi là quá đen. Nên là với 3 dòng này chúng ta lại tiếp tục né cái dòng tấn công số. Hợp lý. Nó ok đây. Được chưa? Mày vào dòng gì cũng được. Mày thậm chí là mày vào Onin nạp cho tao cũng được. Bởi vì ít nhất tao còn dùng được cái dòng đấy. Những cái dòng tấn công số này, chưa? Chơi dòng nào chơi, đừng chơi với dòng tấn công số, được chưa? Thống nhất với nhau như thế nhá. Mình thống nhất với nhau như thế nhá. Bắt tay nhau nhá. Ok là đấy. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Đây rồi. Uầy, cái phát cuối ngon ngon cái là con sinh của em thắng có cái đồng hồ, em thắng bú luôn. Con sinh của em thắng là chuẩn bị gọi là có đồ mặc này, có đồ thay rồi. Cố lên sinh ơi, cố lên sinh ơi. Vớt. Ôi ôi. Đưa cái đồ đây, đưa cái dòng hiệu quả nạp đây, em thắng vớt vớt. Ôi trời ơi, 214 tỷ lệ sát thương đéo thay đổi gì luôn, đấu mẹ. Ui ôi. Ê, tôi mà vớt được cái lông nhẹ được cái lông này trông có lỗi ruột không? Đau đầu nếu chịu được. Cay thật ý. Ê, có thực sự là ổn không? Thực sự là ổn không? Hay, nó biết cả ruột không? Tại sao cái đầu đó? Này, hay là kiểu nó có một cái sự tính toán không? Nó có một cái sự tính toán đấy từ Miyo khi mà nó cho mình cái đồng hồ kia nó có thêm cái dòng hiệu quả nạp không? Xong rồi để mình thay cái lông vừa nãy không? Mẹ cay thật. Tính toán hết không? Đây này à, đây này à. Mấy cái tiết mục chính của tôi này. Đây mới gọi là mấy cái tiết mục chính như này à. Ê từ từ nha, đồng hồ nạp ở trong tiềm năng ấy, tiềm năng này. Rồi hết tiềm năng luôn. Cút luôn. Làm tí đồng hồ tinh thông không? Tôi nghĩ là đồng hồ tinh thông thì chắc là cũng có một số con cầm ấy. Tôi là có một cái truyền thống gọi là đập mấy cái đồng hồ tinh thông là dòng khá là đỏ anh em ạ. Oni luôn không? Uầy, mình làm một tí Oni luôn anh em. Sợ đếch đúng không anh em? Tôi nghĩ là 2.75.4 nó hơi min thôi nhưng mà chắc chắn là nâng lên là nó sẽ ngon đấy. Tin tôi. Con mẹ nó đéo vào một dòng nào không ạ? Nó không vào một dòng nào luôn ý. Vậy là ngon chưa? Đau đầu không ơi. Đau đầu chóng mặt đấy, đau đầu chóng mặt rồi đấy. Từ nhá, bây giờ cũng có mấy cái ly thủy ấy, trông nó hơi oằn oằn một tí nhá. Có mấy cái ly thủy nó hơi oằn oằn một tí nhưng mà vì gọi là vì điều kiện gia đình thiếu thốn nên là tôi phải thử với những cái hàng gọi là nó oặt sạt lặt như thế này đấy. Rồi cái ly nha mày thấy cúc luôn rồi. Nha mày thì mình cũng không kỳ vọng lắm nhưng mà thử thôi. Thử nhá. Bây giờ mấy cái bọn ly thủy của tôi trông mẹ mày quạt xà lạt lắm mày. Con Nila này cầm cái ly thủy gì đây? 996.2 à. Mẹ quạt chưa? 21 sát thương bạo và tinh thông 65. Mẹ giặt dẹo chưa? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi.
tôi chưa bao giờ tôi thấy có một cái nick nào 3 năm trời chơi game rồi mà sở hữu cho mình những cái ly thủy nó thực sự là chất lượng như cái nick của tôi ý. Mẹ cay thật sự. Thôi được rồi, ông nhân mày á. Cái ly thủy ấy thì tôi thấy là có con sinh này có tiềm năng này. Con sinh này có tiềm năng ly thủy này, tại vì ly này có mỗi dòng sát thương bạo thôi. Còn cái tinh thông này thì nhiều khi mình cũng không cần thiết lắm. Đấy. Tại vì con sinh này thường tôi không có dùng để đi núp đam hay là gì cả. Cho nên nếu như mình lấy cái ly thủy cùng một bộ dấu ấn vào đây ấy. Ví dụ như cái ly này chẳng hạn nhá. Nó cũng như vậy đúng không? Nó cũng xem là có mỗi dòng sát thương với lại mấy hiệu quả nạp thôi. Thì nếu như mà mình bú cái ly thủy này được thì mình sẽ thay cho con sinh, xong mình đổi một đồ khác dòng ngon hơn. Hợp lý luôn không? Làm phát 14 lấy vốn không? Vốn luôn. Xong cút luôn. Không sao. Thật ra là nếu như mình chỉ cần sát thương bạo thôi ấy là nó. Thì tôi còn cứu vãn được cái tình hình. Có cái ly thủy để tôi còn ôm vào cái hy vọng là thay được đồ. Tại sao lại làm thế với tôi? Nhà đau đầu chứ nhờ. Vào cái dòng sát thương bạo đây. Thực sự là thương nhau không đấy? Từ từ nhá. Con dây lan đâu rồi? Thật ra là cái ly này thì nó có 6% sát thương bạo. Nhưng mà thực ra 6% nếu như mình quy đổi nó về HP đi, thì nếu như mà cái ly kia mình mà cường hóa ngon hơn thì lỡ ngớ là mình cũng có thể cầm được, đúng không? Cái ly này nó là tỷ lệ HP thì tất nhiên nó cũng không ngon hơn sát thương bạo rồi. Thế nhưng mà nếu như mình cường hóa ngon thì lỡ ngớ là, ví dụ như tỷ lệ này đốt một phát nó vào đâu đó khoảng tầm 14 chẳng hạn thì mình cũng bú, đúng không? Hợp lý luôn. 1 HP, 1 tinh thông, 1 tỷ lệ. Nhưng mà tỷ lệ vào hơi min. Thế thì ví dụ như bây giờ 16 và 18 nó đều vào tỷ lệ thì lên là bao nhiêu? Cũng lên là có 10 mấy thôi à? Nghe nó cũng bùi tai đấy nhỉ? Bắt đầu hết bùi tai rồi. Bắt đầu hết bùi tai rồi. Ôi trời ơi, hỏng rồi. Mủ rồi. Uầy, hai cái hoa này là trông tiềm năng này. Mấy cái hoa này là tôi rồi, cá nhân tôi rồi, tôi đánh giá là đều là những cái món hàng tiềm năng đấy. Thực sự là có một cái chút gì đấy nó gọi là tiềm năng ở đây rồi. Mình húp luôn không? Nếu như bây giờ nhá, mày đã chơi tấn công, thì ví dụ như là mình sẽ chơi ở tấn công thôi, đúng không? Mà nếu như mình chơi HP ấy, thì mình cũng chỉ chơi ở HP thôi. Nhưng mà cái trường hợp đẹp nhất ở đây ấy, là mình chỉ chơi tỷ lệ sát thương thôi. Đấy mới là thứ mà chúng ta cần ở đây này. Đúng không? Nó là thứ chúng ta cần ở đây này. Chắc chắn. Xong con mẹ nó mỗi thứ nó vào một dòng. Ôi trời ơi, mày chơi ví dụ như là mày dồn nó vào HP không? Mà dồn nó vào tấn công không? Mà lại còn lên đều nữa chứ cũng 9,3. Thôi được rồi, nẻ tình nhá, còn vào sát tương bạo, tao để đấy. Thì thực ra mình đéo cái nào ngon hơn. Không sao. Mình vẫn còn cơ hội, anh em hiểu không? Đây này. Cái chỗ này là bây giờ là bắt đầu không chơi với nhau nữa này. Cái thằng HP phần trăm là sẽ không chơi với thằng tấn công số nữa này. Hai thằng này bây giờ bắt đầu không chơi với nhau nữa. Được chưa? Mình phải có một cái plan khác. Được không? Mình phải có một cái plan khác. Bây giờ thì mình cạch mặt cái thằng tấn công số ra đi. Không chơi với thằng ấy nữa. Mình sẽ chỉ chơi tỷ lệ sát thương với lại HP thôi. Được không? Ba thằng nối vòng tay lớn thôi, còn thằng tấn công kia vòng tay nhỏ mình không có nối, đúng không? Ê, nó phải như vậy là hợp lý. Hợp lý đấy. Mình nuôi là mình biết phải nuôi những cái thằng nào mà mình cần, đúng không? Nuôi là nó phải như vậy. Thay vì nuôi thì mình lên 30 đi xem nào. 5,8 là bao nhiêu? 3,1. Yeah. Okay.
Được cái trông mà mấy cái hoa nó cũng có vẻ thành tựu đấy, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đã biết ai cầm. Đối tượng tiếp theo, ôi trời ơi, mày nhìn cái đồng hồ kìa, mày nhìn cái lông kìa, đau đầu thế. Ôi trời ơi, nhìn cái đi nha, mất mũ luôn. Bây giờ nhá, tương tự như cái thằng HP vừa nãy đúng không, mình cũng không chơi gì với thằng tấn công số nhá. Thằng tấn công số là mình bỏ qua, mình sẽ chỉ lấy gọi là tỉ lệ sát thương thôi nhá. Được chưa, phòng ngự thì thực ra là cũng được nhưng hiện tại là không cần lắm, nên là chúng ta cứ tỉ lệ sát thương vụt với nhau thôi là bú rồi. Cái trông này nó có kịch bản không, nó có bị một chút chút gì đấy gọi là kịch bản không nhỉ. Dòng cuối thì kịch, nếu như theo kịch bản nó sẽ vào sát thương bạo này. Mười hai phần trăm phòng ngự vừa, cũng gọi là một chút được được cái chứ. Ủa thế mà cái phát ngự này nó vào sát thương thì có vẻ là 12-7 không, thiếu một tí thôi đi, thiếu một tí thôi là 12-7 rồi. Thế có cái này nữa đúng không, hôm nay đập thì toàn ra được cái hoa anh em ạ, còn lại trả được cái đi, toàn ôm vào mấy cái hoa buồn quá, còn lại không ôm được cái gì luôn á. Để mình xem mình có cái ủa rồi, sợ thế, xem có cái phôi nào không? À đây rồi, mẹ mày phôi to, mẹ có ngay cái quả phôi to đúng như thế này thì hút phôi không. À tí nó còn mấy cái nón nữa cơ, còn mấy cái nón là mình khèo khèo cái dòng ở dưới ấy. 13 tỷ lệ để giữ cũng được. Ly hỏa, để tôi xem có cái nào mà nó xấu hẳn không. 30 phút. Wow, mẹ mấy dòng trông cũng được ấy nhờ, mà nó lên 61 tinh thông rồi hơi oằn đấy. Nó cường hóa ra dòng tinh thông thì được, nhưng mà lên thì không ngon. Oằn quá. Đâu nhỉ, mấy cái nón nữa đúng không? Tôi nhớ là có cái nón đó mình khèo khèo được dòng ấy. Đây này. Ui giời, đây nè, cái chỗ này mới là cái chỗ tôi cần đây này. Thực sự nó chính là cái chỗ này này. Đây này các ông ơi. Thứ mà tôi nhắm tới nó nằm ở đây này. Được chưa? Chính là nó đây này. Cái này mà vào ngon cái này em thắng gọi là bú đẫm luôn. Hai cái dòng số chúng mày chơi với nhau thôi nhá, còn lại là để cường hóa vào hai dòng phần trăm. Biết thừa này, cứ lấy vốn 10% tỷ lệ đi nhá, làm vốn này. Tỷ lệ phát nào luôn, nó đéo vào tỷ lệ phát nào luôn. Đúng không? Có đau đầu không? Vậy là dùng được chưa? Trời ạ, đau đầu vậy. Tôi cứ cường hóa đi lấy làm phôi vậy. Biết ngay mà. Rồi, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Tôi thấy cuộc đời của tôi không ổn rồi. Tỷ lệ sát thương ấy, làm vốn cái nào. Nó vẫn còn đưa ra cái dòng tinh thông vào đây được. Vẫn gỡ được. Gì chứ em thắng ông trùm gỡ gỡ. Ông trùm gỡ gạc không? Gỡ gạc đi, ui dồi ôi, gỡ mẹ ra dòng phòng ngự. Mẹ gỡ chưa? Vậy là gỡ chưa? Đây này, cái tầng này gỡ cũng được này. Kia không gỡ thì cái này gỡ. Lo gì? Trời ơi, mẹ nó cũng gỡ nốt là dòng ngự luôn ý. Cứ thay phiên phòng ngự phần trăm phòng ngự số thôi. Vui tính nhé. Ê, hay là mình làm một tí tuyệt vọng quá không? Ơ, sao trông cái này trông có vẻ ngon ngon nhỉ? Gỡ được không? Trông gỡ được ấy chứ. Nhả hết gỡ.
Ta dòng nạp thì ngon đấy nhưng mà... Rồi, hết gỡ luôn. Còn gì gỡ được? Còn gì gỡ được? Bảo câu đấy. Đây này, cái này gỡ được này. Cái nón này là gỡ được này, gỡ được này, gỡ được này. Em thắng thì phải gỡ hết. Thì thực ra trông nó cũng được ấy nhỉ. Nếu mà phát cuối vào thêm tỷ lệ nữa thì cũng được. Rồi hết bố phôi rồi. Hết. Thế là lại một bên thất bại nữa không ạ? Thế là hôm nay ăn được mấy cái hoa. Lên được mấy cái hoa xong là cảm giác quay đi quay lại chả còn nào dùng. Nỗ ruột không? Ăn cho nó đẫy vào. Xong chả còn nào dùng không ạ? Cay thật. Cú hút cho nó xả láng vào xong có con nào dùng đâu. Mấy cái hoa nó toàn mấy dòng. Có một cái hoa 12-1 thì dùng được, đúng không? 12-1 sẽ là cái hàng dùng được này. Đây, ví dụ như 722 này. 722 thì mình sẽ thay bằng 12-1 này. Đấy. Đấy, trông mà cũng có vẻ dùng được á. Còn dùng như nào thì không biết luôn á. À, cái nón nó không húp được cái nón nào ạ. Đầu thế. Siêng linh còn cái lông con rồi. Con lông này sao? Mẹ lông thì giặt dẻo quá. Đấy, con đổi con bảo là đổi bộ dấu ấn cho con Sarah đó. Con Sarah chả húp được cái gì luôn. Không sao anh em ơi. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Cơ hội là vẫn còn, được chưa? Vẫn còn cơ hội anh em ạ. Tôi nghĩ là kiểu đôi lúc ấy mình bị hiến tế hơi sâu, đúng không? Với gọi là hai lần mình hiến tế ở bên Hồng Kông với ACA thì chắc chắn là bên A sẽ là cái bên mà ta gặt hái được cái thành quả, đúng không? Và gặt hái là những cái đồ gọi là tỷ lệ sát thương gọi là vãi cả bèo luôn. Lạc quan à? Ok, phải lạc quan chứ không? Những cái bộ môn này là những cái môn mà mình cần phải có một cái tinh thần lạc quan, được chưa? Vừa nãy là mình không húp, nhưng bây giờ là mình húp này. Thời tôi tới rồi đấy. Anh em nào chưa like với chưa đăng ký kênh thì cho ta xin một like với một đăng ký anh em nhé. Cảm ơn anh em nhiều. Cuộc chơi vẫn còn tiếp tục. Cuộc chơi vẫn tiếp tục. Anh này bộ trưởng bộ lạc quan nè. Đúng này, em thắng rồi đấy. Đâu, con bảo đứng ở đâu? Đứng ở bên Liwe đúng không? Được, đứng ở bên Liwe luôn. Ngã ở đâu, ngã lại ở đấy ạ. Ô kìa, mình phải đứng dậy chứ. Sao lại ngã liên tiếp thế? Không được. Đen như này thì hiểu sao trên 30 sắc à? Không á, nhầm á. Mang cái bộ dấu ấn đến đây, được chưa? Thách thức một lần nữa. Em thắng thách thức. Cuộc chơi vẫn tiếp diễn. Không hề có dấu hiệu dừng lại, không hiểu không? Dừng lại là thất bại. Rồi bắt đầu thấy có mùi thất bại ở đấy. Ok, cái ly thủy này trông có vẻ bú này, Ây da, cái lông này trông có vẻ húp húp này. Thấy không, bắt đầu, anh em thấy bắt đầu chưa? Xong rồi nó đấm vào mồm mình ba cái nón phòng ngự với một cái nón tấn công nữa hả? Ôi dồi ôi, mẹ cái nón gì thế này? Đẩy cái dòng này lên trên đấy. Rồi cái lơ hoa này trông có vẻ là mình cũng húp này. Cái đồng hồ ngự này húp không? Thôi được rồi, cứ khóa rồi đã. Thấy không, các ông thấy không? Bắt đầu khởi sắc rồi đấy, Em thắng là bắt đầu thấy có cái gì ở đấy, điểm không? Một chút điểm không? Rồi là điểm giữ chưa? Rồi điểm chưa? Ui, thêm dòng sát thương vào đây đi. Thêm dòng sát thương vào đây là cái kia của em đang bú rồi. Ly tinh thông à? Có cần giữ không nhỉ? Ly tinh thông có cần giữ không ta? Dưới mình thấy nó có dòng hiệu quả nạp. Hay là giữ một chút cho con Nahida nhỉ? Ui, ly thảo sát thương với tỷ lệ với tinh thông tỷ lệ đúng.
Ly Phong tỷ lệ với tinh thông, Ly Phong đích cần. Nhà này không cần Ly Phong. Ê, cho cái nón đi, nhà đang thiếu nón nữa. Ôi, cái này khóa được. Mà này khóa được không? Hiệu quả nạp tấn công với tỷ lệ trông mũ đấy nhỉ. Trông là hơi hơi có cái dấu hiệu mũ mũ đấy. Không sao, tôi nghĩ là tôi sẽ làm lại được anh em ơi. Úi, đây nè. Ngon ngay, ngon ngay, ngon ngay. Ui, ly nhầm xấu quá. Tấn công tỷ lệ, được. Đồng hồ. Sao mấy cái đồng hồ xấu dữ vậy? Ê, trông, tôi trông lại có cái mùi mủ mủ đấy không ơi. Vừa lấy vừa lấy bảo là trông có tiềm năng nhưng mà sau một thôi một hồi bắt đầu mủ mủ. Ồ, bú một. À, bắt đầu đấy, nó lại mớm cho mình không? Tí xem khéo dòng sát thương không? Bắt đầu mớm đấy. Cứ mớm thì mình tờ phát thôi. Cứ mớm thì mình đớp phát rồi xong là bắt đầu nó cho mình cúc. Ly lôi. Ly thủy. Được, cái ly này trông tiềm năng này. Hàng dê lan này. Ly hỏa xấu dữ đấy. Xong cái này sát thương xong dưới 4 dòng trông cút luôn. Không thấy có cái dấu hiệu giữ lại luôn cơ mà. Toàn mấy cái đồng hồ ngữ. Ổn không thắng? Thắng có thực sự là ổn không? Ok này, cái hoa này cũng giữ được này. Sao trông có vẻ cung cung. Sao mọi người hên thế mà em thắng trông nổ. Sao nãy giờ toàn khóa mấy cái hoa đấy nhỉ? Cho khóa mấy cái khác đi. Ví dụ như là cho khóa một cái gì đấy. Ví dụ như khóa mấy cái nón mấy cái ly gì không? Không, hết khóa rồi. Bắt đầu đấy. Hết khóa rồi đấy không ạ? Điểm này là điểm gỡ, điểm này là cúc luôn mấy chứ. Phải làm được không? Đây rồi, một cái lông. Húp húp được không? Cái đồ số phắc cái này. Ly băng à? Cứ khóa lại đây nha. Ly vật lý à? Thôi được rồi. Ly vật lý thì chắc là tôi cũng chả dùng đâu, nhưng mà thôi tôi cứ khóa vào nha. Dùng chả dùng. Cứ khóa vào để... Khóa vào để gọi là làm cánh nhé. Ly thủy. Sát thương và tinh thông. Thôi được rồi, cứ để tạm đây nha. Nâng thì chắc khả năng cao là không nâng, nhưng mà cứ để tạm đây. Để tôi tí nữa tôi check xem cái ly thủy của con sinh với lại của con dê lan của bên NA này nó có ngon không đã. Trời ơi, mấy cái đồ gì thế này. Ê, tại sao game nó gửi cho tôi được những cái đồ như thế này được nhờ. Con game mày lừa rồi. Chứ làm gì có ai gacha như tôi. Ui trời ơi, được cái tỷ lệ sát thương thì đưa cho cái đồng hồ ngự. Rồi thì ai dùng? Thì ai dùng má ơi. Đau đầu dữ vậy. Ly phong, ly nhem. Xong ly ngự. À đây rồi. Cộng 1. Hay đấy. Cộng 1. Đâu lắm rồi mới được cái cảm giác gọi là khóa cái đấy đấy. Mãi mới được cái cảm giác gọi là khóa cái cảm giác khóa cái nón đấy anh em ơi. Ui dồi ôi, khóa luôn. Ui dồi ôi, tiếp. Ngã
thằng nào nghĩ ra cái ly nham này đấy. Sợ thật. Ui trời ơi, chị Liệu. Thôi, chị Liệu cái gì đấy má. Ui, mấy cái đồ chị Liệu này em sợ lắm. Lại chị Liệu, trời ơi. Bố mày lại mày. Đừng đưa cho mấy cái đồ đấy nữa. Cứ chị Liệu xong dưới đấm vào mồm hai dòng tỷ lệ sát thương thôi. Thế thì bố ai mà chịu được. Bỏ đi. Mình đừng chơi như thế với nhau được không? Tôi nghĩ chắc là mấy cái mà tôi không khóa này của bộ này chắc là còn toàn đồ xấu rồi đúng không? Ly HP tỷ lệ sát thương ở cúc luôn. Mình dân chơi mà đúng không? Cần gì giam ba mấy cái đồ đấy. Cút hết. Đồ em thắng là nó cứ phải gọi là full tỷ lệ sát thương. Húp cho đẩy vào. Thế mới gọi là đẳng cấp như đúng không? Nhé. Đúng không? Thế nó mới gọi là đỉnh chứ. Xong chẳng húp được cái gì không? Chắc đưa mình mấy cái dòng ngự ngự nhỉ. Cứ mấy cái đồng hồ ngự ngự là y rằng cái dòng dưới trông có vẻ ngon ngon nhá. Thế nhưng mà mấy cái đồ khác thì trông dòng dưới cút luôn. Không có dấu hiệu dừng lại luôn. Thế là tôi thấy là bên A là cũng có dấu hiệu của cái câu chuyện là cun cút đấy. Nào, bắt đầu đến câu chuyện này. Mấy cái này là hơi căng này, hơi căng này. Bắt đầu là hơi có cái dấu hiệu ban căng rồi đấy. Thắng triệu lự triệu hồi triệu lự trị liệu sư à? Không. Sao nó mở bát cho mình, nó mở bát bằng một cái dòng phòng ngự 7,3% như thế này. Ổn không? Thắng có thực sự là đang ổn không đấy? Hoa. Wow. Bên này thì có nhiều đồ hồi khèo này. Khèo á. Khèo luôn. Khèo cho dòng tấn công. Sữa khéo chưa? Cho hỏi cái. Cho hỏi xíu bà Jo là bà Jo nó thực sự là khéo chứ bà Jo. Trời ơi, bà Jo khéo nó dòng hiệu quả nạp luôn. Nhìn cũng thích thích ấy, nhưng mà những cái kiểu nó có một dòng sát thương như này ấy, thì mình muốn nó khéo ở dòng tỷ lệ đấy. Thì nó sẽ ngon hơn đấy. Ví dụ như là cái này mình khéo ở dòng tỷ lệ chẳng hạn. Đấy, nó cũng là một sự lựa chọn tốt đấy chứ, đúng không? Mớm như thế rồi mà cái dòng tỷ lệ nó không đớp vào không ạ? Tôi mớm cái dòng tỷ lệ nó tận mồm rồi. Cạp vào cái dòng tỷ lệ. Cay thật. Sát thương. Bắt đầu cái đống phôi trông có mùi cút cút rồi đấy. Cảm ơn Tâm nhé. Lao Hoàn giúp Tâm mình đánh Lao Hoàn 12 con Lele à? Ok Tâm ơi. Mà chắc là Lao Hoàn này phải ngày mai thắng mới đánh á. Hôm nay chưa chắc thắng đã đánh nhau rồi. Hoặc nếu có đi thì chỉ có đi nick thắng à. Nhưng mà con Lai Lai của Tâm là con Lai Lai C6 danh 5 à? Hay là ấy đấy? Hay là Tâm chỉ lấy một con thôi? Làm phát hút cái tỷ lệ. Sao vẫn là tấn công ở đây nhỉ? Hay là tôi có làm sai công thức gì không hả cơ? Tôi có bị làm sai công thức gì không? Chứ tôi thấy là tôi kiểu bình thường tôi vẫn làm đúng công thức mà. Đúng không? Đúng kiểu gì cũng không thể tổng tỷ lệ đâu. Đúng là đúng không? Tổng tỷ lệ cũng không có mà dòng sát thương cũng không xong à. Mình phải làm lại. Xong bây giờ nó lại thêm dòng phòng ngự nữa. Ổn không? Thế là một buổi tối thất bại không? Ê, thế anh em đánh giá như nào về buổi tối ngày hôm nay hả anh em? Anh em có đánh giá là liệu đây là một buổi tối thành công không? Thôi. Chứ tôi bây giờ tầm này là tôi không biết phải nói gì vào cái buổi tối ngày hôm nay rồi đấy. Chưa thấy có cái dấu hiệu của cái sự thành công ở đâu ấy. Mẹ cay thật.
Không sao, tôi nghĩ là mình sẽ có những cái đồ mà mình bú được anh em ạ. Mình sẽ vẫn có những cái đồ mà mình bú được, ví dụ như cái hoa này chẳng hạn này, đúng không? Ví dụ như cái hoa này là một cái... Hết bú rồi. Cường hóa lên xong phát thấy hết bú luôn. Cường hóa lên xong thấy hết bú. Lại còn ra HP số nữa. Mày ra cái HP phần trăm đi, tao nhìn trông nó còn đỡ đỡ ấy. Bắt đầu rồi. Tôi nghĩ là bây giờ mình bắt đầu lên chuyển hướng tới những cái này là đẹp này. Những cái này sẽ là những cái Okela để tôi húp húp này. Ví dụ đầu tiên nhá, là mình hút và phát cái này ra dòng sát thương này. Kịch bản nhá. Xong sai kịch bản nhá. Không biết là cái lông này nó cường hóa, nó đọc nhầm kịch bản không. Đây. Tôi nghĩ là nhân vật chính trong cái buổi tối ngày hôm nay thì có lẽ nó sẽ là cái lông này, đúng không? Liềm, gọi là liềm tự hào của em thắng là chính là cái lông này này. Và đây là cái lúc cái lông này nó tỏa sáng không ạ? Chính là cái thời điểm này. Mọi những cái sự cố gắng đều là dành cho cái khoảnh khắc này này. Cái khoảnh khắc mà chúng ta húp được một cái... Húp được một cái lông ngon này. Hai tỷ lệ. Hai tỷ lệ một tấn công một hiệu quả nạp. Ra thì nó cũng không đẹp lắm, nhưng mà... Đồ bốn dòng thì chắc là cũng được nhỉ. Đúng không? Nó không đẹp lắm nhưng mà được cái là đồ bốn dòng. Nhưng mà cái phát cuối này nó cần né cái dòng tấn công ấy nhá. Cái phát cuối này cần phải né cái dòng tấn công ra ấy. Ôi dồi ôi, có ba dòng mày vào dòng nào cũng được ấy. Mày vào tỷ lệ cũng được, mày vào sát thương cũng được, mày vào nạp cũng được. Tại sao mày cứ nhất quyết mày vào cái dòng tấn công? Có khó khăn gì với nhau đâu. Có bắt là phải vào, ví dụ như phải vào sát thương hay phải vào tỷ lệ đâu. Mày vào nạp cũng được mà. Mà nó vẫn làm vậy với tôi được. Ê. Ổn không? Vậy là ổn chưa? Mẹ nó coi chứ. Không sao, mình làm lại được. Bru đã donate mua iPhone 13 5.000 đồng. Chúc mừng Thắng có một buổi tối thành công có thêm phôi. Ấy á, thành công á, đánh giá là cũng thành công ha. Không sao, tôi làm lại được. Thua keo này thì mình bày keo khác anh em ạ. Làm lại. Làm chứ. Rồi là làm chưa? Cái thật. Mày ngon thì mày vào nốt cái dòng phòng ngự đi. Bố mày thách mày luôn đi. Ôi ôi, bắt quê vào rất tương bảo. Mẹ nhìn nó ít và ruột đi. Bà phôi to thật sự. Cái đồng hồ ngự thì mình không tính. Đồng hồ ngự thì mình cũng không thích nâng lắm. Tại vì cháu con nào cái nick bên này chơi theo cái hướng gọi là ngự đam đam kìa. Y tô y tủng có thứ thì có đâu. À, có mấy cái nón đúng không? Từ. Có mấy cái nón anh em ạ. Mấy cái đồng hồ nạp này cũng khèo được nhá. Mấy đồng hồ nạp của bộ dấu ấn này là khèo được này. Để tôi khèo thử xem. Chẳng nhẽ mấy cái đồng hồ nạp này lại không có cái nào ra dòng sát thương. Ờ, bắt đầu trừ 1 rồi. Bắt đầu thấy trừ 1 rồi. Đấy, ví dụ như tấn công thì tấn công sát thương hiệu quả nạp. Úi giời ơi, nếu mà vẽ đúng như kịch bản thì chỗ này nó là tỷ lệ rồi. Hút luôn. Sau là mai hút. Cứ vẽ thôi. Em thắng là được đà là cứ ngồi vẽ đi. Vẽ lấy vẽ để. Xong mà vẽ một cách thần kỳ nó vẽ nó ra dòng sát thương đây. Đây. Vẽ nó bao nhiêu dòng. Chọn dòng nào cũng chọn. Chọn bốn cái dòng kia. Đau đầu vậy. Đây nè. Cái ly thủy này mới là cái ly húp này. Chính ra lớ ngớ nhá.
Quay đi quay lại là tôi hút cái ly thủy ấy đấy, dòng ngon mà. Bắt đầu hết ngon rồi đấy, bắt đầu hết ngon rồi đấy, hết ngon rồi. Ly thủy này trông nó còn có dòng chứ. Cái này thì đây trông nó hơi oằn oằn một tí thôi nhưng nó còn có nạp á má. HP tỷ lệ. HP tỷ lệ xong là đốt một phát hiệu quả nạp hoặc là sát thương bạo đi. Đây rồi, đây rồi. Ê, tự dưng này. Thế nào lại quay lại nó húp húp ấy chứ ơi. Dài ơi, bú. Bú đẫm luôn. Đây rồi công ơi. Vớt. Bú đẫm luôn. Bú đẫm cộng 1 bú đẫm. Hơn 5,4 thì hơi ít đấy nhưng mà cũng được nhá. Còn chỗ anh em mà thân thiết với nhau là hạ giá cho nhau một ít đấy nhá. Lần sau là không có đâu đấy, hạ giá một lần thôi. Lần sau vào 7,8. Đấy, chỗ anh em thân thiết với nhau đúng không? Được. À, ok là 3,1. Hơi min nhưng mà thôi cũng được. Tầm này không có đòi hỏi nữa. Tầm này là em thắng là không có một cái chút đòi hỏi gì nữa rồi. Em thắng là chỉ có hút thôi. Bú đến nơi rồi công ơi, bú đẫm đến nơi rồi. Nào nào một phát dòng cuối cho nó thật là bú đẫm ấy, cho nó trọn vẹn không? Bú đẫm luôn, 3,9 luôn. Được, em thắng bú cái đồng hồ luôn. Em thắng là bú đẫm cái đồng hồ đấy, 6,7,1,3,4 mà. Được đấy. Ui giỏi ơi. Thế mà vừa nãy có mấy cái hoa mà em thắng cường hóa được thì có phải là em thắng bú hết tôi không? Thế mà vừa nãy mấy cái hoa cường hóa trông quạt xà lạt thế. Dỗi thật. Thêm cái hoa nữa là con sinh của em thắng là bú mạnh rồi chứ. Sao mấy cái dòng tỷ lệ cái trông xấu thế? Búa. Bú được cái chứ. Làm phát không? À. Có cái nón đúng không? Tôi nhớ là tôi có một cái nón đúng không anh em? Có, chắc chắn là có. Ui, không phải cái này á. Nhầm nón á. Đây. Công ơi. Thành tựu cuộc đời của tôi này. Cái chỗ này ra HP phần trăm hoặc là ra tấn công phần trăm. Bú đẫm. Nó có trong kế hoạch không? Theo như cái plan mà theo những gì tôi vừa nói, nó chỉ là tấn công với lại HP đúng không? Tại sao nó lại có cái gì sai ở đây? Không sao, cũng được. Coi như là mình chấp đi. Bây giờ là mình làm một phát, mình hiệu quả nạp với sát thương thôi. Mình cứ hai dòng đấy mình vụt thôi. Thôi được rồi, chấp hơi sâu một tí nhé. Nhưng mà bây giờ 12, 16, 20 nhá. Còn có một chút gọi là tài nguyên thôi. Hai lần vào sát thương bạo đi, 20% thì dùng được rồi, đúng không? Một phát vào hiệu quả nạp nữa, đúng không? Hoặc là ba phát sát thương bạo, bù luôn. Ôi dồi ôi, nhẹ tay. Thế nhờ. Nó lại còn vào 7,3 nó mới chừa được cơ. Nó này thằng nào cầm? Hả? À, nó này thằng nào cầm? Cho xin cái tên này. Ôi trời ơi, mẹ hiệu quả nạp với phòng ngự, nón tỷ lệ. Thằng nào cầm? Bây giờ thằng nào cầm cái nón này? Mình có cái nón nào dùng được không? Cái trao. Ui, hết phôi luôn rồi. Hết phôi rồi. Một ban nào phải nói là thực sự có một chút gì đấy gọi là thất bại ở đây đi. Hết vẽ rồi, hết cứu. Tầm này đúng hết cứu. Không ai có thể cứu em thắng ở trong cái tình huống này nữa.
Toàn. Quá toàn. Được cái ly. Úp được cái ly. Được. Thôi, vậy là chương trình gacha buổi tối ngày hôm nay là xong rồi đấy. Với 3 nick. Tổng cộng với tôi cũng không đếm là gacha được bao nhiêu đúng không? Nhưng mà tôi cũng nhiều. Tôi nghĩ là cũng phải suýt soát đâu đó vào khoảng tầm 1000 ấy. Cũng phải suýt soát vào khoảng tầm 1000 ấy nhỉ. Tôi cũng không đếm ấy. Tôi cũng không đếm là tôi cũng không biết là bao nhiêu, nhưng cơ bản nó cũng phải vào tầm đấy nhỉ. Được cái ly. Gọi là mỗi bên thì lấy được một tí nhỉ, chả biết ai dùng không. Nó không có cái đồ nào thế giới hẳn đấy. Con Zenland bên này yếu lắm, Zenland chả có gì. Này, 57187.